Kính chào tất cả các anh em đã ghé thăm kênh review audio. Hôm nay là một chiếc radio nét căng. Các bác nhìn thấy cái thùng hộp của máy là đủ hiểu máy chất cỡ nào, đến từ thương hiệu đình đám Sony ICF800, hàng tồn kho mới tinh phun hộp chưa sử dụng. Đây là hàng Nhật xịn, sử dụng điện 100V, có mã vạch đầy đủ luôn. Đấy, đứng nhìn nó là hàng Nhật xịn rồi, made in Japan. ICF800. Cái vỏ hộp cũng còn mới keng sa beng luôn, tồn kho chưa dùng. Cũng mấy chục năm rồi mà chúng ta sưu tầm được một sản phẩm như vậy thì vô cùng giá trị các bác. Quá chất luôn. Cái này mà làm quà biếu, quà tặng cho ông bà, cho sếp, cho cha mẹ thì còn gì bằng nữa. Có phụ kiện đầy đủ. Đây, dây nguồn zin xịn theo máy, chưa từng cắm điện dù chỉ một lần. Tất cả là mới tinh chưa sử dụng các bạn. Quá là đẳng cấp luôn. Rồi, ba tờ hướng dẫn sách sử dụng Cantolo. Đó, đầy đủ nhá. Còn mời các bác ngắm nhìn nhân vật chính này. Đây, một chiếc radio sách tay đĩa bản cực chất và rất là gấu luôn. Đó, với một cái size thiết kế khá là lớn, chiều ngang khoảng 23 phân, chiều cao khoảng 15 phân. Máy sử dụng một loa toàn dãi. Các bác ngắm cái loa toàn dãi này, các bác đủ hiểu nó chất cỡ nào này. Đấy, một loa toàn dãi rất to. Tiếng thì cực hay, có thể nói là cùng phân khúc, cùng kích thước thì khó có con nào mà chất lượng âm thanh co được con này. Âm thanh phải nói là rất tốt, tiếng ấm, to, rõ, hay lắm. Các bác nhìn cái mũi loa này, cái nón loa này, các bác đủ hiểu là thiết kế như loa thùng luôn. Âm thanh cực tốt luôn. Máy dùng hai băng tần AM và FM. À, bắt full tần số, trong FM 108 full tần số. Mặt dò sóng to, rõ, hiển thị, sắc nét. Và được làm cái mặt kính Mica, làm cho máy nó sang hơn. Những cái chữ số thì được in dưới cái Mica này. Chúng ta không sợ trầy, không sợ phai màu. Rất đẹp. À, mặt đồng hồ dò sóng này có đèn luôn, đây đèn ở trên. Cạnh bên hông này có hai núm, một núm lớn là tuning dò đài, núm nhỏ hơn là volume âm lượng lớn nhỏ. Mặt phía sau, đừng nhìn tất cả nó đẹp như mới rồi. Hàng tồn kho, chưa sử dụng. Keng sa beng dòng này thì cực chất, dùng 3 cục pin chung. 3 cục pin chung là bác đủ hiểu máy chất cỡ nào rồi. Đấy, thường những máy cái dòng mà để bàn sách tay như vậy thì thường dùng pin tiểu thôi. Con này dùng 3 cục pin chung. Các bác có thể sử dụng điện cũng được. Đấy, điện 100V nhá. Hàng nội địa của Nhật, điện 100V made in Japan. Cực chất, nhưng mà em nghĩ là không cần phải dùng điện đâu. Bởi vì dùng 3 cục pin chung là biết bao giờ cho hết pin. Nó quá là xịn rồi. À, đây là cái phần là quay sách, được thiết kế âm chìm, tinh tế, gọn gàng, eng teng, sáng choang, bóng loáng. Cạnh hông còn lại, ở bên trên là lỗ tai nghe. À, chúng ta có thể cắm tai nghe. Bên dưới là cái rắc nguồn. Đấy, có dây nguồn zin, các bác có thể dùng điện 100V. Rồi, mặt trên, bên này là nút đèn. Bên này là nút nguồn. Em bật nguồn test cho cả nhà luôn này. Tiếng tốt lắm. Bà có giờ nghe câu chuyện truyền thanh chuyên phụ nữ chịu khó chơi lên thoát nghèo ở phường An Khánh, thành phố Thủ Đức của Ngọc Hà. Bà con và các bạn vừa nghe tiết mục Cùng Nhau Vượt Nghèo. Tiết mục được thực hiện với sự phối hợp của Ban Chỉ đạo Chương trình Giảm Nghèo Bền Vững thành phố Hồ Chí Minh. Đang là sóng ai em nhỉ? Đã kết thúc chương trình Nông Thôn Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh VOH. Thân ái tạm... Volume. Bạn. Tiếng hay lắm. Đèn ở đây. Đó, đèn. Bạn thấy đèn không? Đèn như vậy là hỗ trợ buổi tối của bác dò đài vô tư. Xin chào các đồng chí và các bạn. Vâng, hôm nay rất vui khi được gặp lại các đồng chí và các bạn trong chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội. Chương trình cuối của năm 2023. Chương trình ngày hôm nay trong mục Chân Dung Chiến Sĩ thì chúng ta cùng gặp gỡ một người thầy giáo dạy bắn súng ở trường sĩ quan lục quân 1. Tiếng rất người ấm. Truyền cảm hứng, đam mê môn học bắn súng cho học viên. Vâng, và trong chương trình còn có câu chuyện về tinh thần vì cộng sự bằng kết nâng Việt đồng thời. Tiếng tốt lắm. Thưa mến, chào quý vị đang đến với chương trình thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh VOH. Thưa quý vị, trong chương trình thời sự tối qua nay, FM nha. Mời quý vị chờ nghe bài của... Đó, qua FM này. Em dò sóng FM cho cả nhà này. Em chiến thắng. Sao tôi...
Dạ, chúng tôi đang nhìn thấy hình camera ở phía Kim Ngưu, Mai Động thì có một chiếc xe buýt đang chết máy ở ngay giữa đường và đang gây cản trở giao thông ở trong lộ trình này, phía Kim Ngưu cầu Mai Động. Ở giữa đường số 304 cầu Giấy Hà Nội thì có một nắp cống bị gãy và lõm xuống. Thính giả cũng quan sát thấy rằng có mấy bạn đi xe máy thì cũng và sự ngắm bắn chuẩn xác của học viên nữa. Vâng, đúng là hơi bị phức tạp đấy ạ. Lúc đầu thì tôi nghĩ rằng mọi người e ngại tiếng nổ thôi, nhưng sau khi nghe anh giải thích thì đúng là nhiều người thấy khó khăn vì đây là môn học phải phối hợp nhiều yếu lĩnh động tác. Về mặt lý thuyết thì dường như nhiều người có thể đạp phanh phách được, đúng không anh ạ? Vâng. Nhưng mà khi đứng ngoài thao trường giữa cái nắng chói chang, cái gió táp vào mặt và nhiều yếu tố khác nữa thì lại hoàn toàn khác, phải không anh ạ? Vâng, đúng là như thế đấy thưa chị Ngọc Hà. Vì vậy mà các thầy giáo dạy bộ môn bắn súng này, nếu muốn dạy viên của mình bắn giỏi thì cần phải truyền được cái niềm đam mê và tiếng có nhiều rất giải ấm luôn cần hữu ích giúp học viên thì học. Đối với thị trường lao động, theo đánh giá của Tổng cục Thống kê, mặc dù lao động có việc làm có xu hướng tăng, nhưng thị trường lao động chưa cải thiện về chất lượng. Ông Phạm Hoài Nam, Vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động Tổng cục Thống kê cho biết. Thứ nhất là về chất lượng cung lao động còn nhiều bất cập, hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu lao động, thị trường lao động chưa. Cục đèn hầu dạng LED với tạo hình bên trong đẹp mắt, đường viền kim loại màu sóng khói kéo dài xuyên suốt đuôi xe, tạo ra cái nhìn quyến rũ đến lạ thường. Phía dưới, chụp ống xả với kích thước lớn, nẹp khuôn mặt. Kinh tế Việt Nam cũng sẽ phục hồi rất nhanh và có các sự tự đề chống của Hoàng Thiên Huy yêu cầu Thái Nguyên Sơn chi suy thuê chín tuần đến những giây cuối cùng suốt cuộc hay chiến nhau đâu sẽ nghĩ là trong quá trình biên soạn giáo án bài giảng phải tránh được cái đường mòn và tránh được cái sự nhàm chán và lưới cũ. Bên cạnh đó thì cần phải vận dụng linh hoạt những kiến thức, những vấn đề lý luận dạy học sư phạm quân sự cũng như là kinh nghiệm thực tế, đồng thời sử dụng thành thạo thiết bị công nghệ và khai thác sử dụng các phương tiện. Rồi, em đã vừa test rất là chi tiết, đầy đủ cho các bác một chiếc radio cầm tay với size khá là to, chất lượng âm thanh thì miễn bàn, không ai không lấy tiền luôn. Máy full đầy đủ phụ kiện, dây nguồn, một chiếc máy rất đáng chơi. Các bác quan tâm liên hệ qua số điện thoại 0916 950595. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều, xin kính chào và hẹn gặp lại.